Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa phản bác tuyên bố của một tư lệnh bộ đội biên phòng Việt Nam về sự lây lan của đại dịch Covid-19 giữa hai nước và yêu cầu vị tướng này phải xin lỗi theo truyền thông Campuchia. Ông Hun Sen đưa ra phản bác được xem là mạnh mẽ tại buổi lễ khánh thành quốc lộ 11 của Campuchia. Theo bản tin của hãng thông tấn Campuchia AKP được Khmer Times đăng tải hôm 6 tháng 12, người đứng đầu chính phủ Campuchia, nước có đường biên giới dài khoảng 1.200 km với Việt Nam nói rằng COVID-19 lan từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mekong là không đúng sự thật, mà là ngược lại. Việt Nam, Trong đoạn video trích dẫn bài phát biểu của ông Hun Sen được Khmer Times đăng tải, Thủ tướng Campuchia nhắc đến tên Ngô Xuân Chiến khi phản bác phát biểu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, người cho rằng đại dịch lây lan từ Campuchia sang Việt Nam. Ông Hun Sen không đưa ra chi tiết cụ thể vị tư lệnh của Việt Nam đã đưa ra tuyên bố này khi nào và trong bối cảnh nào. Thủ tướng Campuchia cho biết ông đã yêu cầu vị quan chức này phải bị cách chức. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông Chiến được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 7 năm ngoái và sau đó 3 tháng được thăng hàm trung tướng lên thượng tướng theo truyền thông trong nước.